Thật ra mà nói thì việc chọn cho mình một cái ngành học nào đó phù hợp với cái nguyện vọng của mình, và hơn nữa là nó có thể có một cái tương lai tươi sáng, là một vấn đề mà có lẽ là phụ huynh học sinh và các bạn du học sinh cũng rất là quan tâm. Như vậy thì không biết là chị Lê có thể giới thiệu một vài cái ngành học nào hiện nay đang được xem là thời thượng, là tiêu biểu, là hot ở ở Úc, để giúp cho các bạn học sinh có thể có một cái định hướng trong việc chọn nghề của mình. Vâng, thì như chúng ta phải công nhận, Úc là một trong những quốc gia đứng hàng đầu trên thế giới về chất lượng giảng dạy. Thì được khi mà du học tại Úc, các bạn sinh viên không chỉ được học với phương pháp giảng dạy hiện đại, môi trường học tập thanh bình, mà các bạn còn có cơ hội lựa chọn những cái ngành nghề đa dạng, phù hợp với năng khiếu cũng như là sở trường sẵn có của mình. Một trong số các ngành nghề mà các sinh viên ngày nay rất là quan tâm, có thể kể đến như là ngành quản trị kinh doanh, marketing, công nghệ thông tin, các ngành nghề về y tá, về kỹ sư, kế toán. À, một lần nữa xin chân thành cảm ơn các chị đã dành thời gian cho buổi trò chuyện ngày hôm nay, rất thú vị và rất bổ ích. Xin cảm ơn các chị rất nhiều. Thưa quý vị, thời lượng dành cho chương trình Hành trang du học của kênh truyền hình SNTV đến đây cũng đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau. Công ty Tân Đại Dương là một trong những công ty du học đầu tiên và hàng đầu tại Việt Nam, được thành lập bởi đội ngũ các nhà quản lý và tư vấn du học có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục cũng như được tu nghiệp và đào tạo ở nước ngoài. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Tân Đại Dương tự hào là nhà tư vấn du học chuyên nghiệp cho các du học sinh tại các nước trên thế giới, đặc biệt là Mỹ, Úc, Singapore, Anh Quốc, Hà Lan, Thụy Sĩ, v.v. Cùng với đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp các dịch vụ uy tín và trọn gói cho ngành du học du lịch Mỹ, bao gồm xử lý trọn bộ hồ sơ đi Mỹ từ A đến Z, kể cả các hồ sơ khó, đã từng rớt visa hoặc không đủ tài chính. Tư vấn chọn trường tại tất cả các tiểu bang ở Mỹ. Chúng tôi tự hào là đại diện chính thức của hàng trăm trường đại học cao đẳng, trung học phổ thông tại Mỹ. Hướng dẫn các thủ tục xin visa, chứng minh tài chính, hướng dẫn điền form, dạy phỏng vấn du học, du lịch Mỹ. Khai giảng hàng tháng các lớp học phỏng vấn, đảm bảo cho học sinh có được sự tự tin trả lời được mọi câu hỏi của lãnh sự quán. Đặt vé máy bay, sắp xếp nhà ở, ký túc xá cho du học sinh. Với phương châm hoạt động là uy tín, chất lượng và mong muốn định hướng cho học sinh Việt Nam một nền giáo dục tiên tiến, môi trường học tập và sinh hoạt an toàn, Tân Đại Dương cam kết sẽ là người bạn đồng hành cùng học sinh Việt Nam trên đường tới chân trời tri thức. Mọi chi tiết xin liên hệ công ty Tân Đại Dương chuyên du học Mỹ, mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 0838484879, 0989006890, website www.tandaiduong.edu.vn.